Ở shop hàng Nhật nội địa chào các bác. Hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2020, em lên sóng giới thiệu với các bác về cái chiếc máy rửa bát đang có tại shop hàng Nhật nội địa. Hiện tại thì em còn rất là nhiều máy, số lượng còn khoảng hơn 30 chiếc. Đây là cái số lượng hàng của ngày hôm nay em gửi đi các tỉnh các bác nhé. Đây, đóng hàng rất cẩn thận, cũng lên clip một chút để cho các bác nhìn thấy hàng em vẫn bán thường xuyên và rất là nhiều các bác khách hàng xa gần ủng hộ. Để các bác nào đang có ý định mua thì các bác nhìn có thể tin tưởng hơn. Đấy, hàng em đóng thì rất cẩn thận, thùng xốp bao bọc đến tận nơi cho các bác, đảm bảo hàng đến tận nơi ngon lành cho các bác. Đấy, tất cả các mặt hàng của em đều đóng thùng xốp hết. Cái phí vận chuyển vào trong các tỉnh thì nó hết khoảng 200 đến 300 tùy nơi và tùy mặt hàng các bác nhé. Đấy, cái mặt hàng này nó cũng tương đối là cồng kềnh, đóng hàng thì tương đối là vất vả đấy. Ở đây là khoảng hơn chục kiện hàng em gửi đi từ Đắk Lắk, Bình Dương đến Sài Gòn rồi lại Phú Thọ, nói chung là toàn quốc, bán hàng toàn quốc các bác nhé. Nhiều ngày nào em cũng gửi tầm các đơn hàng dăm bảy thùng đến chục thùng, rất là nhiều. Bây giờ em còn những cái máy rửa bát này, các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ ạ. Ở đây là có con TR7 buổi sáng đăng này, rất là đẹp này, giá 8 triệu rưỡi này. Con đằng sau là TR5 giá 7 triệu. Con vàng này là TR9 giá là 11 triệu rưỡi. Con sau này là TR6 là 7 triệu rưỡi. Con dưới này TR5 là 7 triệu này. Hai con TS1 này thì ba con TS1 này là 4 triệu 7. TS1 là 4 triệu 7 này. Con TM6 này là 6 triệu rưỡi này. TS1 là 4 triệu 7 thôi nhé. Máy rửa bát còn rất là nhiều. Cái nhu cầu máy rửa bát về các mặt hàng thì các bác thợ mua rất là lớn. Tất cả các mặt hàng bán ra đều bảo hành 6 tháng các bác nhé. Đều mặt hàng bán ra đều là không có đủ nguồn kèm theo đội và không bao ship. Thỉnh thoảng có chương trình khuyến mại hay như nào đó thì em bao ship, thì lúc đấy em sẽ có các clip riêng của từng mặt hàng hoặc là tặng cái gì đó. Còn bình thường mặc định của em là không bao ship và không kèm đổi nguồn các bác nhé. Chứ các bác nào mua thì các bác cũng lưu ý giúp em. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua mặt hàng gì thì ủng hộ shop nhé. Cảm ơn các bác. Đặc biệt là rất là cảm ơn các bác khách hàng trong cái số này đã ủng hộ rất là nhiệt tình, và rất là nhiều các bác khách hàng đã ủng hộ em từ trước đến nay. Có những các bác ủng hộ đến khoảng gần chục sản phẩm rồi. Đấy, trong quá trình bảo hành mà có vấn đề gì thì các bác cứ gửi lại cho em xử lý, mà không được thì sẵn sàng đổi trả cho các bác sản phẩm mới. Nên là các bác yên tâm luôn, không phải lo. Thì mặc dù là mua bán online thật nhưng bây giờ đều phải đảm bảo uy tín hết, chứ không có làm việc không chuẩn được các bạn. Nên các bác cứ yên tâm mà mua sản phẩm thôi nha. Cảm ơn các bác.